Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn đến đề số 3 nhé. Bài 1 thực hiện các phép tính sau. Phép tính đầu tiên là căn 49. Căn của 49 nhân với 36 nhân 100. Rồi cái bài này nó dễ, ta ghi đầu làm đấy luôn nhá. Ở đây là căn 49 nhân căn 36 nhân 100. Phép tính này quá đơn giản. Nếu như em dùng máy tính mà em tính ra đáp số luôn đấy thì đi thi khả năng em cũng bị trừ điểm đấy nhá. Cho nên chúng ta tính theo các bước nhá, nó dễ quá, đừng có ấn ra số luôn nhá. Ví dụ như ở đây thì em sẽ điểm tách ra là căn của một tích này, căn 49 này, sau đó em nhân với căn 36 này. Và em nhân với căn 100. Căn 49 bằng 7, căn của 36 bằng 6, căn 100 bằng 10. 7 x 6 là 42, nhân với 10 là bằng 420. Đây, các em nhớ thực hiện theo quy trình nhé, đừng có ấn máy tính mà ra bằng 420 luôn đấy nhé. Nhớ phải ấn theo một cái bước này, làm theo các bước này nhé. Rồi phần số 2. Căn bằng 2 của 3 trừ đi 1/3 nhân với căn bằng 2 của 27 cộng với 2 nhân với căn bằng 2 của 12. Những cái bài này em có thể sử dụng sự hỗ trợ của máy tính. Ví dụ như đầu tiên là căn bậc 2 của 3 thì em để nguyên này. Còn căn 27, căn 27 thì bằng căn 9 nhân căn 3. 9 đưa ngoài dấu căn là bằng 3. Thế vậy căn 27 là bằng 3 căn 3. Thì trong quá trình làm bài thi, nếu bạn nào mà thấy mà nó khó quá, hồi này vẫn khó thì dùng máy tính nha. Máy tính ấn căn 27 ra 3 căn 3 nhé. Tiếp theo, cộng 2 này. Căn của 12. Căn 12 thì bằng căn 4 nhân căn 3. 4 đưa ngoài căn bằng 2. Vậy thì căn của 12 sẽ bằng 2 căn 3 căn 3. Và tiếp tục. Đây là căn bậc 2 của 3 này, để nguyên. 1/3 nhân 3 thì bằng 1. Như vậy đây còn căn 3 đây này. Còn ở trước kia là 2 nhân 2 căn 3 thì bằng 4 căn 3. Và đây em thấy là căn 3 trừ căn 3 bằng 0. Như vậy đáp số là bằng 4 căn 3. Phần số 3. Căn bậc 2 của 8 trừ 2 căn 15. Các
cộng với căn 1,2 của 8 cộng với 2 căn 15 bài này ở trong dấu căn lại có căn nữa là căn bậc hai kép, thì theo như cách làm chúng ta vẫn học là phải ép hàm đẳng thức ở trong cái dấu căn này này. Tức là việc đầu tiên là em sẽ phân tích ra ngoài thế nháp này, chúng ta thực hiện ép hàm đẳng thức. Tám trừ đi hai căn 15 này cái căn 15 này thì em sẽ phân tích thành căn 3 nhân với căn 5 hoặc là căn 5 nhân căn 3 cũng được nhé, căn 5 nhân căn 3. Như vậy thì em thấy là căn 15 này bằng căn 5 nhân căn 3, mà số 8 này có thể phân tích thành 5 cộng với 3. Số 8 này thì thực ra nó là 5 cộng với 3. Từ đây em biết ra cái hàm đẳng thức này. 8 trừ đi 2 căn 15 thực ra nó chính là hàm đẳng thức là căn 5 trừ đi căn 3 tất cả bình phương. Đấy nha, em xác định đây chính là hàm đẳng thức như vậy. Và sau khi chúng ta mà đã phân tích được đó hàm đẳng thức rồi, bây giờ ta ghi vào trong bài làm. 8 trừ 2 căn 15 thì bằng căn 5 trừ đi căn 3 tất cả bình phương. Em nên nhớ là cái thao tác mà ép hàm đẳng thức này có một bài chúng ta học chỉ có chuyên về nó thôi, nó có mười mấy phần chúng ta học hết các kiểu rồi nhá. Bạn nào quên thì em xem lại vở chúng ta đã học trước đấy, hồi đầu năm đấy. Thì tương tự cái căn thứ hai là 8 cộng 2 căn 5 thì nó sẽ bằng căn 3 cộng căn 5, là cái căn 5 cộng căn 3 tất cả bình phương. Nó khác nhau một cái dấu ở giữa thôi. Bây giờ áp dụng công thức đưa ra ngoài dấu căn. Cái chỗ này là bằng giá trị tuyệt đối của căn 5 trừ căn 3. Tiếp theo sẽ là giá trị tuyệt đối của căn 5 cộng căn 3. Sau đó bây giờ em mở cái dấu giá trị tuyệt đối ra thì em xác định cái biểu thức bên trong này, căn 5 lớn hơn căn 3, để căn 5 trừ căn 3 là số lớn hơn 0. Vậy thì giá trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Tức là em viết vào đây chính là căn 5 trừ căn 3. Tương tự như vậy, căn 5 cộng căn 3 cũng là số lớn hơn 0. Cho nên giá tuyệt đối của nó bằng chính nó, bằng căn 5 cộng căn 3. Sau đó em giải thích bên ngoài dấu ngoặc này là vì lý do là căn 5 trừ đi căn 3 là một số lớn 0. Rồi căn 5 cộng căn 3 cũng là một số lớn 0. Và cuối cùng em cứ gọn đi. Đây là âm căn 3 cộng căn 3 bằng 0. Căn 5 cộng căn 5 là bằng 2 căn 5. Thực ra thì cái bài mà nó có cái tính chất đối xứng này, thì nếu như bạn nào mà không nhớ được cái phương pháp ép hàm đẳng thức thì chúng ta có thể làm bằng một cách khác. Cách khác thì bây giờ nhân tiện đây thì cũng giới thiệu luôn cách khác nhé, không cần ép hàm đẳng thức mà chúng ta thực hiện đặt ra đó bình phương hai vế. Trước đã học rồi, bây giờ em tham khảo lại cho nó nhớ này. Ở đây thầy ghi bên phía bên trái này, em tham khảo thêm cách khác.
Trước hết là em đặt cả cái biểu thức cần phải tính đấy, em đặt cho nó một cái tên. Ví dụ thầy sẽ đặt tên là biểu thức A đi. Chép nguyên lại cái đề bài vào đây. Khi ta đặt nó là một biểu thức A thì trước khi chúng ta thực hiện bình phương hai vế thì chúng ta phải đánh giá xem A là một số lớn hay không hay nhỏ hay không. Thì em thấy ở đây là tổng của hai cái căn. Tổng hai căn thì chắc chắn A là một số lớn hơn không rồi, chứ không thể âm được, không nhỉ? Như vậy chúng ta phải đánh giá luôn là A lớn không. Sau đó chúng ta thực hiện bình phương hai vế lên, tức là chúng ta suy ra A bình phương bằng. Thì ở đây chúng ta áp dụng hẳn hằng thức này, bình phương một tổng. Đây hằng thức này nhé, A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương này, cộng B bình phương, cộng 2AB, chính là hằng thức này. Trong đó A đóng vai trò chính là cái căn đầu tiên này. Còn B đóng vai trò là căn thứ hai, 8 cộng với 2 căn 15. Đấy nha, áp dụng vào. Bây giờ chúng ta có A bình phương. Biểu thức A lớn bình phương này đầu tiên là bằng cái này. Căn này là A nhỏ bình phương này. Thì bình phương thì mất đi dấu căn. Mất đi dấu căn đấy chỉ còn là 8 trừ 2 căn 15 thôi. Đây chỉ còn 8 trừ đi 2 căn 15 thôi, mất đi dấu căn. Sau đó cộng chỗ này là B bình phương này. Thì cũng mất đi dấu căn, nó chỉ còn là 8 cộng 2 căn 15 thôi. Và tiếp theo cộng với 2AB, 2AB thì cái chỗ 2AB này thầy giải thích cho bên ngoài nháp này một chút nhé, chúng ta viết vào đây nó đỡ mất thời gian. Cái chỗ 2AB này, 2AB thì 2 để nguyên này, A chính là cái căn đầu tiên, 8 trừ 2 căn 15. Còn B là 8 cộng 2 căn 15. Đấy nhá, AB nhá. Và bây giờ hai cái căn này nhân với nhau, em áp dụng công thức căn bậc 2 của một tích thì chúng ta sẽ bằng tích các căn bậc 2 này, 8 trừ 2 căn 15 này nhân với 8 cộng 2 căn 15. Bây giờ chính là chỗ này nhá. Và em có thể ghi vào trong bài làm cái biểu thức này. Đây là 8 trừ đi 2 căn 15 nhân với 8 cộng với 2 căn 15. Tất cả trong dấu căn. Em nhớ dấu căn chúng ta phải viết bao phủ toàn bộ biểu thức nhé. Chứ đừng có viết nó ngắn ngắn, nhiều bạn viết một đoạn thì không được, nó viết bao phủ toàn bộ biểu thức. Biểu thức mà nó dài nó lớn thì chúng ta viết cái dấu căn nó lớn hơn nhé, nó dài ra bao phủ toàn bộ biểu thức lấy căn đấy. Nào tiếp tục tính toán A bình phương bằng, thì ở đây em thấy là âm 2 căn 15 cộng với 2 căn 15, hai cái số nó đối với nhau cũng với nhau bằng 0. Thì chúng ta thấy là 8 cộng 8 là 16. Còn ở trong cái dấu căn này, 8 trừ đi 2 căn 15 nhân với 8 cộng 2 căn 15 thì bản chất của nó chính là cái hằng đẳng thức này này. Chính là hằng đẳng thức này, để ghi đây nhé, chính là hằng thức A cộng B nhân A trừ B là chính hằng thức này. Thì nó sẽ bằng A bình phương trừ B bình phương. Để áp dụng vào đây nhé. Áp dụng vào đây sẽ bằng 8 bình phương này trừ đi 2 căn 15 đóng mở ngoặc bình phương em tính toán tiếp tục.
Bây giờ em tính cho ra cái số này nhé. 8 bình phương này nhân bằng 64 này, trừ đi chỗ này là 2 căn 15 tất cả bình phương, 2 bình phương là 4 này. 4 nhân 15 bằng 60, như vậy 64 60 bằng 4 nhé. Như vậy ở trong cái số căn này, là bằng 4 mà ông nhỉ, bằng 4 nhá. Bằng 4 thì căn bậc 2 của 4 bằng 2 mà ông nhỉ. Có hiểu không? Bằng 2 nhân 2 là 4 nhá. Như vậy là 16 cộng 14 bằng 20. A bình phương bằng 20. Đây, A bình phương bằng 20 thì chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là A bằng căn bậc 2 của 20. Trường hợp thứ hai là A bằng âm căn bậc 2 của 20. Thế nhưng mà điều kiện ở đây chúng ta thấy là cái đoạn đầu ta đánh giá A là một số lớn hơn 0, cho nên chúng ta bỏ cái dấu âm này đi, chúng ta chỉ lấy là A bằng căn 20 thôi. Nên em có A sẽ bằng căn bậc 2 của 20 và bằng 2 căn 5. Em giải thích ở đây là do chúng ta đánh giá ban đầu là A lớn hơn 0. Thì cái cách thứ hai này là cái ưu điểm của nó là chúng ta không cần phải ép hàng đẳng thức, mà chúng ta thực hiện đặt cái biểu thức cần tính, đặt cho nó một cái tên là A là B chẳng hạn, sau đó thực hiện bình phương hai vế và tính toán. Và khi đặt thì em phải chú ý đánh giá cái biểu thức này là âm hay là dương ta mới làm. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái cách này nó chỉ áp dụng cho những biểu thức mà có tính chất đối xứng này. Tính chất đối xứng có nghĩa là đây là cái dấu này này, cộng trừ nó trái dấu nhau này, chưa? Còn những bài nào mà nó độc lập đấy là hầu như không làm được. Vậy tóm lại là cái cách tối ưu nhất là chúng ta phải hiểu được bản chất và chúng ta ép hàng đẳng thức này, như cái cách đầu tiên này vẫn là cách tối ưu nhất nhé. Em cố gắng học cái cách này, nếu mà quên thì xem lại cái bài học chúng ta học ấy. Có một bài chỉ học chuyên về cái ép hàng đẳng thức này thôi để nhớ lại nhé. Bây giờ em chuyển đến bài số 2. Rút gọn biểu thức. Biểu thức A bằng 1 phần căn x cộng 2 cộng với 1 phần căn x trừ 2 đóng mở ngoặc nhân với căn x trừ 2 phần căn x và đây là đề bài cho chúng ta điều kiện là x lớn hơn 0 và x khác 4. Đối với bài này thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi khẳng định cái điều kiện x lớn hơn 0
khác 4 xuống cái phần bài làm này. Sau đó chúng ta rút gọn A. Biểu thức A này thì cái dấu ngoặc đầu tiên chúng ta thực hiện bằng cách quy đồng mẫu thức chung. Thì mẫu thức chung chính là hai cái mẫu đó nhân với nhau nhé. Cái mẫu đầu tiên nhân mẫu thứ hai đó là căn x cộng 2 này nhân với căn x trừ 2. Đây chính là mẫu thức chung. Lấy cái mẫu chung này chia cho mẫu đầu tiên được là căn x trừ 2 nhân lên tử này. Thực ra nó giống như chúng ta nhân chéo đấy, nhỉ? Nôm na là chúng ta giống như nhân chéo. Như vậy ở đây là 1 nhân với căn x trừ 2 thì bỏ số 1 đi. Chúng ta chỉ biết là căn x trừ 2 thôi. Tương tự ở đây là căn x cộng 2 nhân 1 thì bỏ số 1 đi. Ta biết là cộng với căn x cộng 2. Còn cái biểu thức ở bên phải thì chúng ta chép lại xuống đây. Căn x trừ 2 phần căn x. Đến đây thì ở trên tử em rút gọn đi. Trên tử âm 2 cộng 2 thì bằng 0. Căn x cộng căn x bằng 2 căn x. Đây, trên tử là 2 căn x nhé. Còn bây giờ em theo dõi là chúng ta có thể rút gọn được. Rút gọn chéo chỗ này. Chỗ này là căn x trừ 2 này. Em có thể rút gọn với căn x trừ 2 này hết đi. Như vậy thì cái mẫu này nó chỉ còn là căn x cộng 2 thôi. Cái tử này rút gọn hết đi thì điện tử còn số 1, ta ghi số 1 xuống. Và mẫu còn căn bậc 2 của x. Rồi tiếp theo đây em rút gọn này. Căn x ở trên tử này, căn x dưới mẫu là hết. Đấy, như vậy đáp số chúng ta trên tử là còn 2 nhân 1 là bằng 2. Ở dưới mẫu là còn căn x cộng 2. Rồi đây là đáp số của bài số 2 nhé. Và tiếp theo ta đến bài số 3. Bài số 3 yêu cầu là giải các phương trình sau. Phương trình thứ nhất, căn bậc 2 của 5 trừ x bằng 4. Rồi ghi đâu làm đấy luôn nhé. Cái phương trình này thì đầu tiên là em phải đặt điều kiện nhé. Bước đầu tiên là đặt điều kiện xác định của phương trình là cái biểu thức ở trong thấu căn 5 chữ x này lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với, em chuyển vế đi, chữ x lớn hơn bằng trừ 5 và chia hai vế cho âm 1 thì đổi chiều đi, x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 5. Sau khi đặt điều kiện xong rồi thì em sẽ thực hiện bình phương hai vế phương trình nhé. Bình phương hai vế. Bây giờ em sẽ ghi lại này, cái phương trình này. Em thực hiện bình phương hai vế. Thì bên vế trái sẽ mất đi dấu căn, nó chỉ còn là 5 chữ x thôi.
Bên vế phải 4 bình phương là thành 16. Cái này là bình phương hai vế này. Bây giờ nhân tiện cái bài này thầy nhắc luôn là khi làm bài này em vẫn bị mắc sai lầm như này, thầy cũng nói rồi nhé, bây giờ nói lại lần nữa. Để tới này làm bài đừng có sai đó, ví dụ khi cái bước bình phương hai vế thầy nháp đây này. 5 chữ x căn 1 2 của 5 chữ x bằng 4 này, thì khi bình phương hai vế thì em phải đi em viết như này này. Em để viết như này, em để cho cái bình phương này vào bên trong này, trong bốn bình phương này. Viết như này là không đúng đâu nhá, nếu mà đúng là phải viết như này này. Căn bậc 2 của 5 chữ x này bình phương hai vế này. Mũ hai bên ngoài này. Như này mới đúng nhá. Sau đó em viết như này, xong bước tiếp theo lại giá tuyệt đối của 5 chữ x bằng 4 mũ 2. Được chưa? Như này là sai nhá, chú ý nhá. Như này sai cho em phải chia làm hai trường hợp đấy. 5 chữ x bằng 4 này hoặc là 5 chữ x bằng âm 4 này là sai, chú ý nhá. Cẩn thận với những bài cực dễ như này mà vẫn bị làm sai đấy. Rồi đến đây thì được, là bây giờ thầy ta tìm x nhá. Tương đương với, nếu bạn nào dùng kiến thức cấp 1 thì x sẽ bằng 5 trừ 16, còn nếu mà dùng kiến thức cấp 2 thì chuyển vế đổi dấu tùy chúng ta làm kiểu gì cũng được. Chẳng nhẽ bây giờ học lớp 9 rồi mà lại không biết được x bằng bao nhiêu chỗ này ấy, thì nguy hiểm nhỉ. X bằng 5 trừ 16 bằng âm 11. Và đến đây thì lại một cái thiếu sót, nếu như em mà không so sánh điều kiện em lại thiếu sót nhé, chú ý nhé. Cứ làm xong là để luôn đây, em nhớ chỗ này so sánh điều kiện em thấy là thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Và về kết luận hẳn hoi đấy, vậy phương trình có nghiệm là em có thể kết luận theo tập nghiệm cũng được, tập nghiệm S là cũng được, hoặc nếu mà ghi bình thường ghi là phương trình có nghiệm là x bằng âm 11 ghi lại cũng được, ghi này cho nó đỡ bị nhầm nhé. Nhưng các bạn lại ghi là phương trình có nghiệm là S này. Đấy, ghi này. Xong bắt đầu lại ghi là bằng âm 11, cái này ghi vậy là sai nhé. Không hiểu ra tôi đang ghi kiểu gì đấy. Nếu mà ghi phải ghi như này này. Như này mới đúng nhé. Và nếu mà không thì ghi x bằng âm 11 thì nó xong việc đi nhé. Rồi tiếp theo đến phần số 2. Phương trình căn bậc 2 của 4x bình phương trừ 4x cộng 1 bằng 5. Ở cái phương trình này trước hết là vế bên trái thì biểu thức ở trong dấu căn này nó chính là hằng đẳng thức 2x trừ 1 tất cả bình phương, chính là hằng thức này. Thì biểu thức ở trong dấu căn nó là một cái biểu thức có số mũ là mũ chẵn là mũ 2, thì biểu thức đó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Thì trong tình huống này em không cần phải đặt điều kiện cho phương trình nhé. Có nhiều bạn được khi làm bài chỗ này là vội vàng đi đặt điều kiện 4x bình trừ 4x cộng 1 lớn bằng 0 là vội vàng, đúng không nhỉ? Ta phân tích hằng đẳng thức cái là không cần đặt điều kiện luôn. Bởi vì là cái phương trình này luôn luôn xác định rồi. Do 2x trừ 1 tất cả bình phương bao giờ cũng lớn hơn cùng lắm là bằng 0. Thì tiếp theo là áp dụng công thức. Bây giờ đưa ra ngoài dấu căn này thì nó mới là giá tuyệt đối nhé. Giá tuyệt đối của 2x trừ 1 bên tay phải với bằng số 5. Đến đây là chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là 2x trừ 1 bằng 5. Trường hợp thứ hai, 2x trừ 1 bằng âm 5. Và tương ứng chúng ta tìm x từng trường hợp một, 2x bằng 5 cộng 1 là bằng 6 này. Ở đây x sẽ bằng 6 chia 2 là 3. Còn ở bên này chúng ta có 2x sẽ bằng
Âm 5 cộng 1 là bằng âm 4. X bằng âm 4 chia cho 2 bằng âm 2. Trên cái chỗ này chúng ta tìm ra x bằng âm 2 thì có nhiều bạn lại đi là cứ thấy số âm lại đi loại đi, kiểu sợ số âm hay sao. Hoặc là em ra x bằng 0 ta loại luôn nhé, em chú ý nhé. Cái này thì em chấm bài em thấy là các bạn ra x là số dương thì lấy này, số âm này, loại số 0 loại đi, mà rõ ràng nó không có điều kiện gì cả. Thì bài này không phải loại cái gì cả nhé, nó ra hai cái giá trị này. Nó chính là hai nghiệm của phương trình. Và em kết luận. Vậy thì phương trình có nghiệm là đây để ghi là tập nghiệm đi. S bằng em ghi hai phần tử đó vào là số 3 và số âm 2. Tiếp theo đến bài số 4. Cho hàm số y bằng x cộng 2 có đồ thị là đường thẳng D. Phần đầu tiên yêu cầu là vẽ đồ thị của hàm số trên mặt phẳng tọa độ oi phi. Và ta cứ làm phần 1 trước nhé, làm xong rồi chép phần 2 sau. Để vẽ đồ thị hàm số, chúng ta xác định hai điểm thuộc đồ thị hàm số. Thông thường là chúng ta xác định đó là giao của đồ thị hàm số với trục hoành với trục tung. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thay x bằng 0 vào. Thay x bằng 0 hoặc là em ghi là với x bằng 0 cũng được nhé. Em suy ra y bằng 0 cộng với 2 thì bằng 2. Như vậy ta có một điểm đầu tiên. Điểm A ta gọi là 0, 2 thuộc đồ thị hàm số. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một điểm thứ hai là giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành, chúng ta cho y bằng 0 nhé. Với y bằng 0, em thay vào công thức của hàm số, chúng ta viết y sang bên tay phải cho nó xuôi. Như vậy là x cộng 2 này bằng 0. Em có x bằng âm 2. Tương tự như vậy, chúng ta có điểm thứ hai là điểm B. Âm 2, 0 thuộc đồ thị hàm số. Và chúng ta khẳng định đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm AB. Đường thẳng đi qua hai điểm AB. Là đồ thị hàm số. Y bằng x cộng 2. Sau đó đến bước cuối cùng chúng ta vẽ đồ thị hàm số ra là xong nhé. Bây giờ em kẻ cái hệ trục tọa độ OIP.
Chúng ta biểu diễn hai điểm A và B. Điểm A tọa độ là 0, 2, x bằng 0, y bằng 2. Số 2 là số lớn hơn 0, như vậy nó nằm phía trên trục tung. Giả sử đây 1, đây sẽ là số 2 nhé. Điểm thứ 2 tọa độ là âm 2, 0, âm 2 là x, âm 2 nhỏ hơn 0 nó sẽ là bên trái, phía bên trái này. Bên trục hoành thì lấy ra đây là âm 1 này, để âm 2. Mấy cái chỗ lặt vặt đấy em phải ghi nhớ chứ không chúng ta cũng hay làm sai ấy, nhiều bạn cũng làm sai đó, mất toi công cùng bao giờ chúng ta đi thi chúng ta làm cái này sai thì mất điểm. Cách làm thì biết nhưng mà tính toán là sai, biểu diễn sai mất điểm đấy. Sau đó bây giờ em sẽ nối nối cái hai cái điểm đấy vào. Thì tóm lại là như thế áo nói chúng ta nên vẽ đồ thị hàm số trước, nối nó vào, sau đó cái điểm ta ghi sau, bởi vì có tình huống ta đi ta ghi điểm trước thì sau này cái đường ta nối nó sẽ đi qua cái điểm đấy, xong nó xấu hình phải không nhỉ? Để về tẩy đi nó khó rồi, tốt nhất là chúng ta cứ vẽ về trước nhé. Sau khi vẽ xong thì em lưu ý là vẽ đồ thị hàm số phải ghi đầy đủ các cái mục của nó vào, ví dụ mũi tên này, thể hiện là trục tung này, góc tọa độ này, o này, mấy cái này đừng có thiếu, thiếu là người ta cũng trừ điểm đấy, đi trừ điểm. Đây là số 2 này, thì ứng với điểm A này. Còn đây là số âm 2 này, đây ứng với điểm B này. Còn đồ thị hàm số thì em sẽ ghi tên của nó, lấy cái chỗ nào đó mà nó thoáng ở trên cái hình này, men theo cái đường thẳng này, y bằng x cộng 2 này. Vậy là xong, đầy đủ các bước. Lưu ý nhá, chúng ta không nên ghi cái số này trước. Chúng ta cứ vẽ xong đi, chúng ta cũng ghi. Nếu ghi bút chì sau này chúng ta tẩy, chúng ta tô bằng bút mực lại. Bởi vì rất nhiều tình huống khi ta vẽ xong cái đường này thì nó đi, nó chắn qua những cái điểm này, cái số này, để cho nó xấu hình đi. Bây giờ đến phần thứ hai. Phần thứ hai là kiến thức rất quen thuộc, chúng ta làm rất nhiều lần rồi. Viết phương trình của đường thẳng y bằng ax cộng b, và cái đường này người ta ký hiệu là d phẩy song song với đường thẳng D. Và đi qua điểm M tọa độ là âm 1, 3. Ở đây phương trình đường thẳng cần tìm người ta cho chúng ta công thức rồi thì không cần phải gọi nữa, nếu mà ta chưa cho ta phải gọi. Em sẽ khai thác hai dữ kiện để tìm AB. Dữ kiện đầu tiên là đường thẳng D phải song song với D thì A bằng nhau, B khác nhau. Ý thứ nhất chúng ta có D phải này song song với D. Thì hệ số góc sẽ bằng nhau, đó là A sẽ bằng, đây là bằng 1 này, còn đồng B khác cái số 2 này, khi mà có A bằng 1 rồi thì em sẽ suy ra cái phương trình của đường thẳng D phẩy, em thay A bằng 1 vào, chúng ta có 1 nhân x thì bỏ số 1 thì viết x thôi, cộng B, đây là D phẩy. Bây giờ em tìm B là xong. Bước thứ hai là cái đường thẳng D phẩy này còn đi qua điểm M thì em thay tọa độ của nó vào là tìm được ra B. Mà đường thẳng D phẩy đi qua điểm M âm 1, 3 suy ra
Cái chỗ này em thay cẩn thận nhé, chứ có bạn là khi làm bài là thay sai đấy, x và y em thay nhầm vai trò với nhau. Ý. X bằng âm 1 còn y là bằng 3. Rồi em thay vào đây này. Em viết y sang bên tay phải nhé, chuyển vế luôn để cho nó xuôi nhé. Vậy đầu tiên ta có là âm 1 này cộng b này bằng 3. Rồi và từ đây thì chúng ta có b sẽ bằng 3 cộng với 1, chuyển vế âm 1 sang bên tay phải là bằng với 1, 3 cộng 1 bằng 4 nhé. Là khi làm em nhớ cái chỗ này nó có cái điều kiện này, thì em phải so sánh điều kiện nhé, chứ đừng có mê mê mẩn mẩn kết luận nhé. Chỗ này em ghi là thỏa mãn điều kiện. Với lại cái phong cách chúng ta là khi làm bài chúng ta tìm ra A được B ta dừng lại luôn, chả kết luận gì cả. Ở đây người ta yêu cầu là viết phương trình của đường thẳng, thì sau khi có A có B rồi em phải thay vào đây, em nói là vậy phương trình đường thẳng D phải là vậy mới xong nhé. Cứ làm xong A B cái là dừng lại luôn, là lại bị trừ điểm đấy. Cứ mỗi một bài trừ đi 0,25 điểm, nó cộng mấy bài cái là toi một điểm ngay. Vậy phương trình đường thẳng D phẩy là y bằng x cộng 4. Em thấy là những cái phần của đại số là chả có gì khó, và toàn những cái phần chúng ta vẫn làm rất là quen thuộc thôi. Và thực ra đây chính là một cái đề thi cuối học kỳ 1 mà thầy lấy ở những cái năm trước. Năm trước đã thi rồi. Thì lấy những cái phần đại số, đa số những phần cũng dạng toán cơ bản thôi. Thì cố gắng mà ôn cho nó kỹ vào, rồi làm bài tính toán cẩn thận là sẽ được điểm. Chỉ sợ chúng ta biết cách làm chúng ta làm sai thôi. Tính toán sai đấy. Tính toán sai là do thì chúng ta học hành chúng ta không chịu thực hành, không chỉ tính toán là chỉ đợi ăn sẵn, thì có nghĩa là bạn làm xong thì chép vào, rồi thầy làm xong thì ghi vào thôi. Chúng ta không tự chúng ta tính thì chúng ta sẽ không có kỹ năng làm bài, tính hay bị nhầm. Và bây giờ ta đến bài số 5 nhé. Bây giờ chuyển sang phần kiến thức hình học. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, đường cao AH có AB bằng 6 cm, AC bằng 4,5 cm, phần A yêu cầu là tính AH và BH. Chúng ta vẽ hình để làm cho phần A trước. Cái bài này chỉ liên quan hệ thức lượng thôi. Đầu tiên chúng ta vẽ một tam giác vuông ABC vuông tại A. Cạnh AB thì lớn hơn cạnh AC, bởi vì là 6 lớn hơn 4,5, thì em vẽ minh họa mang chất tương đối thôi nhé. Chứ đừng có vẽ vô lý quá, lại AB nhỏ hơn AC thì không đúng. Đường cao AH này. Đầu tiên là chúng ta đi tính AH, thì thông thường ấy gặp một cái bài mà có tam giác vuông
Để khi biết hai cạnh thì em thường là tạo thói quen tính cạnh huyền. Rồi sau đó ta mới làm. Tuy nhiên ở bài này đấy thì nếu như em áp dụng hệ thức lượng với hệ thức lượng cuối đấy thì chả cần về tính cạnh huyền làm gì cả, áp dụng luôn. Thì hệ thức lượng nó thường là chúng ta ít khi ta làm, thì bây giờ ta làm cho nó nhớ nhé. Tất nhiên là em có thể tính cạnh huyền trước cũng được, không vấn đề gì nhé. Ở đây thầy làm để chúng ta nhớ công thức thôi. Thầy sẽ áp dụng hệ thức lượng cuối cùng đấy. Đầu tiên chúng ta nói là ta có tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Bây giờ em áp dụng hệ thức lượng là 1 phần đường cao bình phương bằng 1 phần cạnh góc vuông thứ nhất bình phương, 1 phần AB bình phương này, cộng 1 phần cạnh góc vuông thứ hai bình phương, 1 phần AC bình phương. Áp dụng cái hệ thức lượng này thì không cần phải tính cạnh huyền. Em giải thích lý do công thức, đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Sau đó bây giờ em thay số vào 1 phần A bình phương để nguyên, AB em thay bằng 6, AC em thay là 4,5. Cái phép tính này chúng ta chỉ cần sử dụng máy tính là tính là được. Em nhập máy tính sẽ được đáp số là 25 phần 324. Một phần AH bình phương thì bằng 25 phần 1 và phần 324, như vậy thì AH bình phương sẽ là nghịch đảo của cái số bên tay phải kia, tức là 324 này phần 25. Từ đây em suy ra AH sẽ bằng căn bậc 2 của cái số đó, căn bậc 2 của 324 phần 25. Mấy cái chỗ tính toán này em có thể sử dụng máy tính nhập tính nha, cái này tính là khoảng là 3,6 cm, mà chính xác là 3,6. Cái chỗ này em có thể để căn cũng được, hoặc em tính ra số thập phân. Nếu như mà ở làm bài em tính số thập phân, nếu mà ra số thập phân đấy, số thập phân mà nó kết thúc luôn đấy, tức là số thập phân hữu hạn đấy, thì em tính ra cũng được. Còn nếu như số thập phân là vô hạn không tuần hoàn đấy, chúng ta nên để kết quả là căn nhé. Bởi vì nếu em mà làm tròn số cái bước này thì đến bước sau lại làm tròn thêm một bước nữa thì kết quả cuối cùng nó sẽ sai lệch so với đáp số, em lưu ý như vậy. Bây giờ ý thứ hai là đi tính BH. Tính BH thì em cứ hình dung là chúng ta có được AH rồi. Thầy giáo ghi vào đây là 3,6 này. Thì bây giờ tính BH thì em áp dụng Pythagore là xong. Pythagore một trong hai tam giác, tam giác ABH cũng được, và tam giác ACH cũng được, là sẽ ra nhé. Bây giờ đến ý thứ hai là đi tính BH này, thầy giáo áp dụng Pythagore. Xét tam giác ABH vuông tại H. Chúng ta có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông AB bình phương bằng AH bình phương cộng với BH bình phương. Định lý Pythagore. Và từ đây em thay số vào, AB em thay là 6, AH em thay là 3,6, BH em để nguyên. Rồi từ đây em tính được ra BH bình phương nó sẽ bằng 6 bình phương trừ 3,6 bình phương. Thì em bỏ bình phương em cho vào trong căn luôn đi nhé. 6 bình phương này trừ thì 3,6 tức là bình phương. Bỏ bình phương thì cho vào căn. Và cái chỗ này thì em nhập vào máy tính, đó ra kết quả là 4,8 cm.
Các em ghi tiếp theo yêu cầu thứ hai phần B. Tính số đo của góc B làm tròn đến độ. Phần B này. Tính số đo của góc B làm tròn đến độ. Thế bây giờ để tính số đo góc B thì em nhìn cái hình này, cái góc mà cần tính là góc B này, thầy đánh dấu vào đây là góc B này cần tính này. Thế trong khi đó trên hình này chúng ta biết cái cạnh AC này đóng vai trò cạnh đối này, còn cạnh AB đóng vai trò cạnh kề này. Như vậy là em thấy là đối kề đoàn kết, áp dụng thức tan như thế để làm nhé. Vậy đầu tiên chúng ta đi xét tam giác ABC vuông tại A. Sau đó tính theo công thức là tan tan của góc B, tan đoàn kết bằng đối trên kề tức là bằng AC chia cho AB. Em thay số vào, AC là 4,5, AB là 6. Sau đó em sử dụng máy tính, em ấn shift tan, em nhập cái con số này vào 4,5 phần 6 đóng vào ngoặc và cho chắc ăn, thì nó sẽ tính cho ta khoảng là bằng 37 độ nhé, góc B khoảng 37 độ. Em nhớ ở đây là nói là làm tròn đến độ thôi chứ không cần phải phút đâu nhé, lấy xong chỉ đến độ thôi. Như vậy góc B khoảng là bằng 37 độ. Như vậy là xong. Như vậy cái bài số 5 này không có nhiều khó khăn cả, toàn hệ thức lượng thôi, mới một chút cái này về tỉ số lượng giác góc nhọn thôi. Đây là bài rất là quen thuộc rồi, chúng ta ôn giữa học kỳ 1 làm rất là nhiều rồi. Rồi là đến bài số 6, bài cuối cùng. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB bằng 2R. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E. Điểm E nó khác với điểm A. Từ E kẻ tiếp tuyến M với nửa đường tròn. M là tiếp điểm. Tiếp tuyến kẻ từ A cắt hai tiếp tuyến kẻ từ A và B tại C và D. Tiếp tuyến kẻ từ A này cắt hai tiếp tuyến kẻ từ A và B
Theo thứ tự tại C và D. Phần A yêu cầu là chứng minh CD bằng AC cộng với BD. Phần B yêu cầu là chứng minh AC nhân BD bằng R bình phương. Phần C cho AD cắt BC tại N. Yêu cầu chứng minh MN song song với BD. Phần D chứng minh DM phần DE bằng CM phần CE. Bây giờ ta cùng vẽ hình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ nửa đường tròn tâm O, đường kính AB bằng 2R, để vẽ cả đường tròn cũng được, không vấn đề gì cả. Trên tia đối của tia AB, tia AB thì ở đây là đọc là tia AB nghĩa là gốc là A, sau đó điểm B là nằm ở phần ngọn của nó. Thì ở trên hình này tia AB là ta tính từ bên trái sang bên phải này, vậy tia đối của nó em phải kẻ theo chiều ngược lại nhé.
mấy cái chỗ lặt vặt thế này khi đọc bài cũng phải cẩn thận chứ không ta cả là sai hình đấy. Này từ đó thì em về giờ lấy phía này nhá. Bây giờ ta lấy một điểm A. Từ điểm A ta kẻ tiếp tuyến EM với nửa đường tròn với M là tiếp điểm. Bây giờ chúng ta kẻ tiếp tuyến này như thế này. Thì khi kẻ tiếp tuyến em ký hiệu nó vuông có bán kính vào nhé. Tiếp điểm đây là điểm M này và chúng ta có MO nó sẽ vuông góc với M. Cái đường tiếp tuyến đấy chúng ta vừa kẻ nó cắt tiếp tuyến kẻ từ A và tiếp tuyến kẻ từ B theo thứ tự tại C và D. Thì bây giờ em phải đi kẻ tiếp tuyến tại A. Sau đó em lại kẻ tiếp tuyến tại B. Đây thì kẻ tiếp tuyến tại A đây nhé. Sau đó kẻ tiếp tuyến tại B. Thì nó cắt hai cái tuyến này theo thứ tự tại điểm C và điểm D. Cái điểm này là điểm C này. Điểm tiếp theo là điểm D. Và khi vẽ tiếp tuyến là em ký hiệu vuông góc vào. Chúng ta đọc hình cho đến phần C nhé, nó có một chi tiết nữa, chúng ta kẻ nốt hình phần C đi. AD cắt DC tại N. Thì bây giờ em nối AD vào. Sau đó em nối BC vào. Hai cái đường đó cắt nhau tại một điểm. Điểm này là điểm N này. Thế bài yêu cầu là chứng minh cho MN song sóng BD, nối M với N vào. Bây giờ ta đi làm phần thứ nhất là phần A này. Nói chung bài này là bài rất quen thuộc đúng ta rồi. Như phần A, phần B chúng ta làm nhiều lần rồi. Chỉ có phần C, phần D khả năng chúng ta phải tư duy một chút thôi.
Trước hết là em thấy căn cứ ở trên hình đó, chúng ta có CD này, yêu cầu là chứng minh nó bằng AC cộng BD, mà trên hình em thấy là CD nó bằng CM cộng MD, thì ta ghi cái điều đấy ra đây, chúng ta sẽ mò tiếp. Ta có CD bằng CM này cộng MD. Mà đề bài thì yêu cầu là chứng minh cho CD bằng AC cộng BD, tức là em phải đi em chứng minh cho AC này nó bằng cái CM, rồi là chứng minh BD này nó bằng với MD. Thì em nhìn ở trên hình em thấy ngay là AC với CM là bằng nhau, bởi vì là theo tính chất hai cái tuyến cắt nhau, đúng không nhỉ? Hai này bằng nhau. Rồi tương tự như vậy thì BD với lại MD cũng bằng nhau, tính chất hai tuyến cắt nhau, cái này là có hết rồi. Rồi chúng ta chỉ cần ghi ra là được nha. Bây giờ tiếp theo chúng ta giải thích là mà cái CM này nó sẽ bằng với AC, rồi là MD này nó sẽ bằng với BD. Chúng ta giải thích đây là tính chất hai cái tuyến cắt nhau. Rồi là thay nó vào nhá. CM thì thay bằng AC này. Còn MD em thay nó bằng BD. Rồi vào đây chính là điều phải chứng minh. Bây giờ chúng ta đi phân tích để làm cái phần B này. Thì cái phần B này trước hết là chúng ta thực hiện căn nháp này nhá. Đề bài yêu cầu là chứng minh cho AC nhân BD bằng R bình phương. Đầu tiên chúng ta nhìn cái hình dáng của cái biểu thức này, nó giống như hệ thức lượng ở trong tam giác vuông. Đây, nó giống như hệ thức lượng như này, thầy vẽ lại cho em thấy nhé, nó giống như hệ thức lượng này. Tam giác ABC mà vuông tại A có đường cao là AH, thì chúng ta sẽ có AH bình phương này, nó bằng tích của hai hình chiếu đường cao bình phương bằng hai hình chiếu nhân với nhau bằng BH nhân CH. Đấy thì em thấy cái hình dạng biểu thức đề bài cần chứng minh nó rất giống với cái này. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc mà sử dụng hệ thức lượng để chúng ta làm. Thì việc đầu tiên là em thấy là cái AC này chúng ta đã lý giải được AC nó bằng với CM rồi, thì bây giờ thầy sẽ đi nháp ra đây nhé. AC thầy thay bằng CM. Còn cái BD này, đây ta thay bằng MD này. Và cái R này chính là bán kính của đường tròn, thì thay bằng cái đoạn MO này. Như vậy thì đề bài nó sẽ đưa về thực ra đi chứng minh cho MO bình phương bằng MC nhân MD. Thì điều đó có nghĩa là em phải đi em chứng minh cho cái tam giác COD này, em chứng minh là tam giác vuông. Nếu như em chứng minh cho cái tam giác COD nó vuông tại O này này, vuông tại chỗ này, thì áp dụng hệ thức lượng chúng ta sẽ có là OM bình phương
bằng CM nhân DM, nó chính là chỗ này, là điều phải chứng minh phải không nhỉ? Rồi như vậy thì thực chất cái phần B này là chúng ta phải đi chứng minh cho CO vuông góc OD. Đấy, thực chất ở đây là chứng minh CO góc OD, thầy ghi nốt vào cái phần nháp này nhá. Đây. Thực ra là đi chứng minh cho CO của OD. Đó. Mà muốn chứng minh cho hai cái đường này vuông góc với nhau thì cách đơn giản nhất như chúng ta đã học là em sử dụng tính chất phân giác hai góc kề bù là ra. Đấy, đơn giản như vậy thôi nhé. Mà ở đề trước đó đã làm rồi, đề này lại làm lại nhé, mới làm xong. Ở đây chúng ta phân tích, nhưng mà khi làm thì làm từ dưới làm lên, chứng minh cái này trước là CO góc OD chứng minh trước. Chúng ta sử dụng tính chất phân giác hai góc kề bù. Đầu tiên chúng ta nói là ta có OC là phân giác của góc AOM, rồi tương tự OD là phân giác của góc BOM. Cả hai cái ý ta vừa viết này thì đều giải thích chung một lý do, đó là tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Sau đó chúng ta giải thích hai cái góc AOM này và góc BOM là hai góc kề bù, cho nên phân giác hai góc kề bù sẽ vuông góc với nhau. Mà OC vuông góc OD, mà góc AOM và góc BOM là hai góc kề bù. Rồi từ đây chúng ta suy ra được OC sẽ vuông góc OD. Cái này lý do là tính chất phân giác hai góc kề bù. Rồi từ đây em có được tam giác COD vuông tại O. Thì cái trước cái chỗ vuông này thì em có thể ghi, là góc COD 90 độ cũng được nhé, rồi mới suy ra vuông nhé. Em có thể ghi thêm cái này vào rồi mới suy ra vuông. Như vậy em đã chứng minh được cho cái tam giác này vuông rồi này. Thì em nhìn cái sơ đồ chúng ta đang viết phía trên này này. Bây giờ chúng ta đi xét tam giác vuông có đường cao sử dụng hệ thức lượng là ra nhé. Đến bước thứ hai. Xét tam giác COD vuông tại O đường cao OM. Áp dụng hiện thức lượng bình phương đường cao bằng hai hình chiếu nhân với nhau bằng MC nhân MD, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Và bây giờ em thay vào OM thì em thay bằng R bình phương nhé, OM bằng R này. Còn MC thì chúng ta nói ở phía trên này rồi này, MD nói ở phía trên này không cần giải thích lại nữa nhé, chỉ việc thay thôi. Nói rồi, MC thì em thay bằng AC. Còn MD thì em thay bằng DB. Đấy, và đây chính là điều phải chứng minh. Đây chính là biểu thức này này.
Bây giờ để tiện cho giải thích cái lời giải của hai phần C và D thì cái lời giải phần A phần B chúng ta làm xong thì xóa đi để lấy cái khoảng này để ghi phân tích lời giải của khu vực này nhé. Chúng ta theo dõi, vừa theo dõi mà vừa có cái hình ở bên cạnh này nhìn nó dễ hơn. Phần C. Trước hết là thầy sẽ đi phân tích nháp xem là để chứng minh cho MN trong BD chúng ta chứng minh kiểu gì đã nhé. Phân tích nháp trước. Bây giờ em nhìn ở trên màn hình này, em thật chú ý vào nhé. Thầy phân tích cái chỗ chứng minh cho MN song BD. Thì để chứng minh cho MN song BD ở đây thầy sẽ sử dụng cái định lý Talet. Thì để cho các em tiện theo dõi, bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình phụ ở đây. Tách khỏi cái hình chính này nhé. Em nhìn cho nó dễ hơn. Thì nó tách khỏi hình chính thì cho vẽ hình khác ở đây để em hình dung nếu mà MN mà song song BD thì chúng ta chứng minh kiểu gì. Thầy tách cái khối hình này ra, thầy lấy một cái chi tiết thôi. Đây điểm C này, đây là M này, N này, DB. Em để ý không? Đấy, thầy nó tách cái khối này ra nhé, ra đây để nhìn nhé. Thì để chứng minh cho MN song BD thì em sẽ đi chứng minh cho tỷ số này CM phần MD. Em sẽ phải chứng minh cho tỷ số CM phần MD nó sẽ bằng với tỷ số CN phần NB. Chừng nào em chứng minh được tỷ số này thì chúng ta sẽ suy ra hai cái đường song song với nhau. Đây chính là định lý Talet đảo nhé. Thế bây giờ em hãy nhìn này, thầy giáo giải thích thêm một chút là tại sao mà chúng ta không chọn những cái đoạn thẳng khác mà chúng ta lại lựa chọn cái đoạn này. Bởi vì em biết là định lý Talet chúng ta có nhiều kiểu viết lắm, nhiều kiểu viết về cái tỷ số này chứ không phải mỗi kiểu viết như này. Vậy tại sao thì chọn cái kiểu này? Ta chọn kiểu này bởi vì lý do như này này. Em để ý ở đây nhá. Ta phải nên chọn những cái đoạn nào đó mà cái phần đầu tiên ta đã làm rồi. Thì em thấy ở đây thì nó khoanh này cái đoạn CM này. Rõ ràng là trong quá trình làm trên ta có rồi phải không nhỉ? Ta đã có CM bằng CA gì? Người ta chọn đoạn đấy. Em nhớ chưa? Ta chọn cái đoạn MD này. Bởi vì đoạn MD này nó bằng cái DB ta đã có rồi nhé. Đấy, phải nên chọn những đoạn nào mà ở phần trước làm ta có rồi chứ đừng lên chọn đoạn khác không có dính dáng thì phải làm rất khó nhé. Rồi. Thế bây giờ chúng ta lại phân tích ngược một chút nữa nhé. Theo như phần trước đấy thì cái CM này nó bằng CA phải không nhỉ? Tính chất thì đối khác nhau, vậy thì nó bỏ cái CM đi để thay cái này bằng CA vào đây. Cái MD này, đây nó bằng BD này, để thay thay cái bằng BD vào đây nhé. Đấy. Thế còn cái tỷ số bên phải thì chả có gì để thay cả, phải viết nguyên lại thôi. Không gì để thay cả, viết nguyên lại là CN phần NB. Bây giờ em quan sát cái tỷ số này, cái tỷ số này này, để xem tỷ số này đã có hay chưa. Em phải nhìn trên hình này, nhìn trên hình và đọc tỷ số nhé. Thầy giáo chỉ trên hình này bằng con chuột này, em chú ý này. CA này phần DB này bằng này CN này, phần NB. Nếu mà em mà chưa rõ thì tách cái hình ở đây để em nhìn ra này, để là tách cái hình ở đây nhé, để nhìn ra vấn đề này, để tách cái hình nháp đây để em nhìn này.
Đây là điểm C này. Đây là điểm A này. Điểm N này. Đây là điểm D này. Đây là điểm B này, em nhìn nhá. Em nhìn và em đọc cái tỉ số này lại nhá. CA này phần DB này bằng CN này phần NB. Tỉ số này có rồi, bởi vì sao nó có? Bởi vì lý do là AC và DB song song với nhau rồi. Đây này. AC song song DB rồi, bởi vì là nó cùng vuông góc với. Đây, AC song song DB bởi vì cùng góc AB phải không nhỉ? Có rồi nhá. Đấy, như vậy cái tỉ số này có rồi bởi vì lý do là nó có được bởi vì lý do là chúng ta có được AC này nó song song với BD rồi. Đấy. Và nhìn theo sơ đồ này chính là điều phải chứng minh. Thế thì khi làm bài chúng ta xuất phát từ chỗ này này. Từ góc song này em suy ra tỉ số này. Sau đó cứ chỗ nào là CA bỏ đi thay bằng CM. Chỗ nào là BD bỏ đi thay bằng MD. Và chúng ta suy ra điều phải chứng minh chỗ này nhá. Đấy, theo sơ đồ này làm ngược từ dưới lên nhá. Và bây giờ khi trình bày lời giải thì bước đầu tiên em giải thích là ta có AC song song BD. Em giải thích là vì cùng vuông góc AB. Rồi từ đây em suy ra tỉ số này, em cứ nhìn vào cái đoạn ta nháp này, em suy ra này, CA phần DB này bằng CN phần NB này. Thế mà chúng ta lại có là CA nó bằng với CM, còn cái DB này thì nó bằng cái MD, chúng ta chứng minh phía trên là không cần giải thích lý do nữa. Thì em thay nó vào thì chúng ta sẽ có một tỉ số mới. CA em thay bằng CM vào. Còn DB em thay bằng MD vào. Bằng CN phần NB. Đây, chúng ta đang dừng ở chỗ này này. Đang dừng ở chỗ này. Như vậy khi mà ta có cái tỉ số mới này rồi. Đây này, khi thay đoạn thẳng cái có tỉ số mới rồi nhìn đây này. Đấy, CM này trên MD là bằng CN trên NB này. Vậy suy ra ngay M là bằng sóng BD phải không nhỉ? Hệ quả a nhập định lý Thales đảo nhé. Vậy thì suy ra MN song sóng BD. Chỗ này em giải thích là định lý Thales đảo. Điều phải chứng minh. Bây giờ em theo dõi tiếp thầy phân tích cho cái phần cuối cùng, phần D này. Thì ở phần D này thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi nháp đấy nhé, sẽ nghĩ tưởng làm sao nhé. Em nhìn vào cái chỗ thầy thực hiện nháp đây. Em nhìn vào đây nhé, thầy nháp ở chỗ này này. Cái tỉ số này yêu cầu cần chứng minh là DM phần DE bằng với CM phần CE. Thì đối với cái tỉ số này em để ý này, chúng ta có các đoạn thẳng này có thể thay thế được. Ví dụ đoạn DM này, đây đoạn này nhé. Em sẽ thay nó bằng cái đoạn
DB nhé, đây DM và DB vào không nhỉ. Thế còn thằng CM này, đây nó thay bằng CA nhé. Như vậy đầu tiên em thay đoạn thẳng xem nó ra làm sao nhé. Vậy thì thầy sẽ thay cái DM này bằng DB này. Cái CM này thầy thay bằng CA này. Còn hai cái đoạn kia thì chúng ta cứ để nguyên đấy. DE thì nó cứ để nguyên này. CE cũng để nguyên. Bây giờ em mới nhìn vào cái tỷ số này này, chúng ta đọc từ xem trên hình nhé, liệu có chưa nhé. Liệu có chưa? Bây giờ DB chia DE này, em nhìn này. DB này chia cho DE. Nghe có vẻ nó hơi ngược ngược một tí phải không nhỉ? DB này chia DE này. Rồi CA này chia CE này. Thì bây giờ cái tỷ số này để cho nó viết nó dễ hình dung nhé, thì thầy sẽ biến đổi thêm một chút đi. Thầy sẽ lấy tử mẫu chia mẫu nhé. Thầy nhớ DB chia AC rồi bằng DE chia CE nhé. Theo biến đổi một chút nhé. Bây giờ thầy xóa cái đoạn hình nháp này đi này. Xóa đoạn hình nháp này đi. Thầy sẽ phân tích ra đây. Em theo dõi tiếp tục đây nhé. Thực ra chỗ này cũng không cần phải nháp đâu, thực ra em có thể em đoán luôn được cái chỗ này này. Em nhìn nhé, ba điểm này, DBE này, em nhìn nhé, DBE này, đây ba điểm CAE này. Thì thực ra cái chỗ này em có thể em chứng minh thông qua tam giác đồng dạng cũng được, đó là chính là tam giác này, nhìn chưa, DBE này. Không cần phải lấy tử chia tử mẫu chia mẫu cho tam giác đồng dạng cũng được. DBE này thực ra là đồng dạng với tam giác này CAE. Em thấy chưa? Đây nhá, giờ nói lại này, đây này. DBE CAE, đúng chưa? Thực ra dịch là tam giác đồng dạng cũng được. Còn nếu như em không muốn tam giác đồng dạng thì em dịch ra tỉ số theo định lý Thales cũng được. Cái định lý Thales và tam giác đồng dạng nó có sự tương đồng với nhau nhé, nó gần giống nhau. Gần giống nhau. Rồi vậy thì ta chứng minh thông qua tam giác đồng dạng đi nhé. Thế bây giờ hai cái tam giác này để chứng minh đồng dạng quá đơn giản, bởi vì là nó có một góc E này là góc chung này, góc E là góc chung, và mỗi một tam giác đều có một góc vuông, phải không nhỉ? Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng này cái tính chất về tam giác đồng dạng trường hợp đặc biệt đấy, đó là chúng ta có CA song song DB thì suy ra hai tam giác đều đồng dạng. Nhưng mà cái cách cái khả năng em quên rồi, phải không nhỉ? Em thường thường là em chứng minh theo góc góc này hoặc cạnh góc cạnh thôi, ít khi em để ý cái tính chất đặc biệt đó nhỉ. Rồi tóm lại là hai tam giác này nó đồng dạng bởi vì có một góc E góc chung này, và mỗi tam giác có một góc vuông nhé. Vậy là xong. Và vậy khi làm bài thì em sẽ đi làm từ cái chỗ tam giác đồng dạng này trước, phải không nhỉ? Sau đó ta suy ra dần thế này nhé. Là trình bày lời giải phần cuối cùng này, thì trước hết là em sẽ đi em xét tam giác DBE và tam giác CAE có góc E là góc chung. Và mỗi một tam giác đều có một góc vuông, đó là góc DBE này nó bằng với góc CAE bởi vì đều bằng 90 độ. Thì từ đây em suy ra hai tam giác đồng dạng với nhau. Theo trường hợp góc góc bây giờ em chia tỷ số ra nhé. Tỷ số thì em có là em chỉ dùng cái tỷ số nào mà cái biểu thức chúng ta nháp bên này nó có mặt thôi, không cần ghi hết tỷ số đâu. Như đoạn DB này thì bên này là CA này, em ghi DB này.
bên tay trái này sẽ CA bên tay phải này. Đấy rồi DE bên tay trái này thì đây là CE bên tay phải nhé. Bằng DE bên CE. Bây giờ em nhìn cái tỷ số mà chúng ta viết đây này, nó không giống cái tỷ số chúng ta nháp ở chỗ này, nó gần giống hay không giống hẳn. Thì bây giờ em chỉ cần lấy là em lấy tử chia tử, mẫu chia mẫu là ra. Thế em lấy DB chia DE này, phải không? Bằng CA chia E, nó ra này luôn nhỉ, biến đổi một chút thôi đã ra. Vậy em lấy tử chia cho tử, mẫu chia mẫu nhé, để biến đổi thành tỷ số mới là DB này, tử bên tay trái này chia cho tử bên tay phải này, này chia DE này. Rồi bằng CA này, mẫu bên tay trái này chia cho CE là mẫu bên tay phải này. Đấy. Thì em thấy cái tỷ số chúng ta viết này thì nó y như cái tỷ số mà chúng ta đang nháp chỗ này này, em nhìn này giống y nhau này, này chỗ này. Đấy, giống y nhau này nhá. Rồi đến đây chúng ta thay đoạn thẳng thôi. Cái đoạn DB màu đỏ đây này, thay nó bằng DM. Còn đoạn CA này thay bằng CM là xong rồi không nhỉ? Em lại ghi tiếp tục ở đây mà DB này bằng DM này, CA bằng CM, em thay nó vào. Bây giờ chúng ta có điều phải chứng minh DM phần DE bằng CM phần CE, điều phải chứng minh.